Kính chào quý thính khán giả quay trở lại với kênh Bước Chân Phật Pháp. Thay mặt ban biên tập chương trình, chúc quý vị luôn vạn sự an lành, tấn tài tấn lộc. Các video trên kênh Bước Chân Phật Pháp đã được đăng ký bản quyền với YouTube. Vui lòng không sao chép re-up dưới mọi hình thức. Sau đây sẽ là nội dung chương trình ngày hôm nay. Kính mời quý vị cùng lắng nghe ba loại cây trồng sau nhà, giàu có ba đời. Trong phong thủy, những loại cây dưới đây chỉ thích hợp trồng sau nhà, trấn giữ của cải, mang lại may mắn cho gia chủ. 1. Đứng đầu tiên chính là cây chuối. Từ thời xa xưa, ông bà ta đã dạy con cháu mình rằng trước cao sau chuối. Vì vậy, nếu bạn đang băn khoăn chưa biết trồng cây phong thủy gì sau nhà, thì cây chuối là một sự lựa chọn vô cùng phù hợp, giúp xây dựng địa thế cực kỳ tốt cho nhà bạn. Chuối có tán lá rộng, có tác dụng che chắn rất tốt. Hơn nữa, chuối còn rất dễ trồng với những tán lá xanh mướt, tượng trưng cho sự tốt tươi may mắn. Chính vì vậy, một chậu chuối cảnh sau nhà sẽ là sự lựa chọn dễ dàng và phù hợp với hầu hết mọi gia đình và tượng trưng cho nguồn tài lộc dồi dào, che chở cho toàn bộ căn nhà. Trong phong thủy, cây chuối có tác dụng tiêu trừ tà khí và ma quỷ, giúp mang lại bình yên và tài lộc cho gia chủ. Thân cây và lá có màu xanh nên đặc biệt phù hợp với người mệnh mộc và mệnh hỏa. Tuy nhiên, người xưa khuyên rằng trước cao sau chuối. Do đó chuối chỉ nên được trồng sau nhà, chứ không nên trồng trước nhà. Còn xét theo góc nhìn khoa học, chuối có tán lá to, bụi khá rậm rạp, nên trồng trước nhà sẽ cản nắng, cản gió vào nhà. Điều này khiến nhà u tối, kém thoáng gió và khó giám sát được an ninh bên ngoài nhà. Ngoài ra, chuối là cây ăn quả dễ bắt ion âm, nguồn năng lượng này dễ khiến con người lười biếng, hoạt động chậm chạp, tâm trạng uể oải, chán trường nên không thích hợp trồng trước nhà. Ngược lại, nếu trồng chuối sau nhà sẽ lợi đủ đường. Cụ thể, chuối có thể che mát nắng nóng buổi chiều của hướng Tây, che chắn khí lạnh tràn về từ phía Bắc vào mùa đông. Nhưng trên thực tế, vẫn có những trường hợp có thể trồng cây chuối trước nhà, điển hình là khi trước nhà có cột điện, trạm cao thế. Nguyên nhân là do những thứ này mang nhiều điện tích ion dương. Khi luồng khí di chuyển, sẽ mang theo điện tích ion dương vào nhà khiến không khí trong nhà nóng bức. Người sống trong nhà dễ cảm thấy khó chịu, bứt rứt, lúc nào cũng bừng bừng dương khí. Nhà có cột điện trước nhà cũng phạm phải thế hỏa sát, dễ ảnh hưởng tới tài vận của gia chủ, tiền tài khó vào, làm nhiều tiêu ít, hậu vận không tốt, đường tình duyên cũng gập ghềnh, trắc trở. Lúc này, bạn có thể trồng cây chuối trước nhà để hóa giải. Cây chuối sẽ giúp trung hòa điện tích dương của cột điện, che chắn bớt tác hại của dòng điện đối với con người. Để tô điểm cho khu vực trước nhà, bạn có thể trồng các loại cây chuối cảnh thay vì chuối thường. 2. Cây sung xét về khoa học thì cây sung là cây quen thuộc với người dân vùng quê Việt Nam, có thể sinh sống ở nhiều địa hình khác nhau, không cần phải chăm sóc quá cầu kỳ. Đặc biệt, trong phong thủy cây sung thể hiện cho sự sung túc, nhưng chúng rất kiêng kỵ trồng trước cửa nhà bởi vì thân hình cây sung vốn to lớn. Nếu trồng trước nhà chắn ánh sáng vào nhà gây cản trở cho tài lộc. Đồng thời, trong ngày Tết người ta hay chọn quả sung thờ trên mâm ngũ quả, thể hiện cho sự sung túc, giàu sang. Nhưng nếu bạn trồng cây sung sau lưng nhà thì rất tốt cho sức khỏe và tài lộc. Cây sung giúp điều hòa không khí, đồng thời nó còn giúp bảo vệ tài lộc của cải gia đình bạn, giúp cho gia chủ làm ăn tấn tới, giàu có. Theo quan niệm phong thủy, sung được xếp vào bộ cây tứ linh, đa sung, xanh si, và bộ tam đa xúc, lộc vừng lộc, thiên tuế thọ. Tượng trưng cho may mắn, sức khỏe và tài lộc. Từ sung mang ý nghĩa tượng trưng cho sự sung túc, tròn đầy và viên mãn. Không chỉ vậy, cây sung còn có hình dáng đẹp với sức sống mạnh mẽ. Quả sung mọc ra từ thân cây vừa tròn vừa căng, mang ý nghĩa hút tiền tài. Do đó, cây sung có ý nghĩa đem lại nhiều may mắn, tài lộc, sự sung túc và viên mãn cho gia chủ. Chính vì vậy, người Việt thường có phong tục trồng cây sung trong nhà hoặc bày quả sung trên mâm ngũ quả ngày Tết để cầu nguyện cho gia đình một năm sung túc, làm ăn phát đạt, gặp nhiều may mắn. Mặc dù có ý nghĩa tốt trong phong thủy, thế nhưng nhiều người vẫn băn khoăn cây sung để trong nhà có tốt không, vì không phải ai cũng phù hợp để trồng loại cây này làm cảnh trong nhà. Theo các chuyên gia phong thủy, cây sung có thể trợ giúp cho mọi lứa tuổi. Tuy nhiên, bản mệnh của cây sung là mệnh mộc, nên loài cây này đặc biệt hợp với những người mệnh mộc hoặc hỏa. Chúng sẽ giúp gia chủ làm ăn phát đạt, gặp nhiều may mắn và thăng tiến trong công việc,
Ngoài ra, cây sum cũng giúp người mệnh mộc và hỏa, giúp gia đình được sum vầy, ấm no, hòa thuận. 3. Là cây dâu tằm bảo vệ sự bình an. Trong tiếng Hán thì cây dâu theo nhiều người quan niệm là loại cây mang lại sự tăng tóc, vì theo phiên âm tiếng Hán, cây dâu phát âm là tang. Bởi vì vậy, người ta thường kiêng kỵ trồng trước nhà sẽ mang lại điểm xấu, nhưng lại có thể trồng sau nhà giúp gia chủ xua đuổi khí xấu, những điều tai ương xui xẻo. Tuy nhiên, nếu như bạn mua xua đuổi vận xui, trấn giữ của cải trong nhà, thì việc trồng cây dâu tằm lại sau nhà là hoàn toàn đúng đắn. Linh khí ở cây dâu tằm giúp cho ngôi nhà của bạn luôn được an toàn, không có gì xâm nhập được. Cuộc sống trong nhà sẽ luôn vui vẻ, hài hòa, êm ấm. Cây dâu tằm là một loại cây giúp xua đuổi tà khí vô cùng tốt, giúp tránh vận xui. Bởi vậy, khi bạn trồng sau nhà sẽ giúp cho những âm khí quấy phá nhà bạn không thể xâm hại. Đồng thời, cuộc sống các thành viên trong nhà trở nên hòa thuận, công việc làm ăn hanh thông viên mãn. Theo các chuyên gia phong thủy, cây dâu tằm thường được trồng ở sau vườn nhà, bờ dậu với mục đích trừ tà, bảo vệ ngôi nhà và gia đình bạn. Ngoài việc có tác dụng xua đuổi tà khí, cây dâu tằm còn mang đến nhiều tài lộc thịnh vượng cho gia chủ. Muốn vận xui chấm dứt, may mắn gõ cửa, cứ đặt tỏi ở 6 vị trí. 1. Mang theo củ tỏi bên người. Từ xa xưa, ông bà ta đã truyền tai nhau về việc nên mang theo một nhánh tỏi đập dập khi đến những nơi vắng vẻ hoặc khi đám tang, cải táng. Hay như khi đi đón trẻ sơ sinh từ bệnh viện về, người xưa quan niệm bỏ củ tỏi vào túi trẻ. Sau này đi đâu cũng mang theo củ tỏi ấy bên người, sẽ giúp trẻ tránh khỏi xui xẻo đeo bám, âm khí sẽ e ngại không dám đến gần đứa trẻ. 2. Đặt củ tỏi trong nhà. Bạn có thể đặt củ tỏi ở bất cứ vị trí nào trong nhà như phòng ngủ, nhà bếp, phòng khách là có thể bảo vệ căn nhà khỏi ma quỷ. Hoặc bạn có thể trồng một chậu tỏi nhỏ để trang trí trong nhà cũng mang đến công dụng tương tự. 3. Treo 81 tép tỏi trong nhà hoặc trước cửa. Theo quan niệm của người xưa thì việc treo tỏi trong nhà hoặc trước cửa có ý nghĩa quan trọng. Người xưa tin rằng 81 tép tỏi tượng trưng cho 81 vị thần đang giúp trấn giữ ngôi nhà. Nhờ những vị thần này mà âm khí không thể vào nhà. Tuy nhiên, vì tỏi rất nhanh khô nên nếu áp dụng cách này, bạn nhớ thường xuyên thay mới chúng. Mua dùng tỏi khi cảm thấy bất an, lạnh gáy. Bất cứ lúc nào bạn cảm thấy bất an, lạnh gáy thì nên thường xuyên lau mặt bằng khăn ướt. Bên cạnh đó, bạn có thể giã 81 tép tỏi và đầu hành rồi cho vào túi vải mỏng và mang theo bên mình. Có nhiều người tin rằng cách này có thể xua đuổi tà khí và ngăn cản chúng lại gần bạn. 5. Đặt tỏi trên đầu giường. Theo quan niệm của người xưa, khi con người ngủ say, nguyên thần của họ sẽ trở nên yếu đi. Vì vậy mà ma quỷ hay lợi dụng người ta ngủ để đi vào giấc mơ và chọc phá họ. Đặt tỏi trên đầu giường ngủ hoặc dưới gối sẽ giúp làm giảm những cơn mộng mị cho bạn, những giấc ngủ sâu hơn. Đồng thời nó cũng sẽ hạn chế việc bị bóng đè hoặc nhìn thấy những thứ kỳ lạ. Ngoài ra, về mặt khoa học, đặt một vài nhánh tỏi dưới gối giúp lọc sạch không khí, đảm bảo hít thở không khí trong lành khi ngủ. Cơ thể được thanh lọc hoàn toàn trong môi trường không khí có hương tỏi. Từ đó, giấc ngủ dễ dàng tìm đến. Mọi suy nghĩ phiền muộn, những việc mệt mỏi, năng lượng tiêu cực sẽ nhanh chóng bị xua tan. 6. Đặt tỏi trên bàn thờ ông địa, ông thần tài thổ địa và thần tài là hai vị phúc tinh bảo vệ cho mỗi gia đình. Quan niệm dân gian cho rằng có những loại ma quỷ có uy lực lớn làm suy giảm sức mạnh của hai ông. Vì vậy, có thể dùng tỏi kết thành tháp rồi đặt trên bàn thờ. Cách làm này sẽ giúp tăng dương khí và may mắn cho cả gia đình. Tiếp theo, 7 lỗi phong thủy sát tinh khiến vợ chồng lục đục, hôn nhân tan vỡ. Theo phong thủy, nhà ở Phạm Đại Kỵ này sẽ khiến gia chủ gặp nhiều xui xẻo, đời sống hôn nhân không hạnh phúc. 1. Hướng của ngôi nhà. Hướng của ngôi nhà là gì? Hướng nhà là hướng của cả căn nhà. Từ bên trong đi ra khỏi nhà, nhìn về đâu, đó là hướng. Hướng nhà thường sẽ trùng với hướng của trục dọc căn nhà. Trường hợp nhà có 2 hoặc 3 mặt đường tiếp cận thì hướng nhà sẽ xét dựa trên mặt đường chính, rộng rãi, đông đúc phương tiện. Hướng của ngôi nhà nếu chếch 15 độ từ bắc sang đông, ngôi nhà sẽ dẫm vào đường cửa ma là hung sát chính. Nó không chỉ ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe và tài lộc. 2. Ngôi nhà bị khuyết góc. Nhà khuyết góc là gì? Nhà khuyết góc là bị lõm hay khuyết một góc, một phía nào đó khiến mặt bằng không vuông vắn. Theo lý thuyết phong thủy, nhà hình chữ nhật, hình vuông có địa thế vuông thành sắc cạnh,
là dạng nhà lý tưởng nhất. Ngôi nhà vuông vắn vừa đầy đặn về trường khí, vừa thuận tiện trong thiết kế, bài trí. Ngược lại, nhà bị khuyết ở một phương vị nào đó sẽ gây mất cân bằng năng lượng và trường khí. Bởi vậy cho nên điểm khuyết góc được đánh giá là điểm tối kỵ trong phong thủy. Một ngôi nhà nếu bị khuyết góc, nhất là góc Tây Bắc hoặc Tây Nam, sẽ có ảnh hưởng không tốt cho các cặp vợ chồng. 3. Cấu trúc của ngôi nhà không tốt. Nếu phòng ngủ nằm ở hướng Tây Bắc hay Tây Nam của ngôi nhà, cửa phòng ngủ có đối diện với phòng tắm, cửa bếp hay các cửa khác, có gương trong phòng ngủ, thì đều là những điều kỵ trong phong thủy. Bên cạnh đó, có những thứ cũng không nên đặt trong phòng ngủ như khẩu trang. Đồ đạc nên đặt theo nguyên tắc trái cao phải thấp, bếp nấu và bồn rửa bát không nên thẳng hàng với nhau. Những điều này có ảnh hưởng rất lớn đến tình cảm vợ chồng. 4. Môi trường xung quanh ngôi nhà. Bên cạnh những nguyên tắc cơ bản của phong thủy trong bố cục, cấu trúc của ngôi nhà, bạn cũng cần chú ý đến việc môi trường xung quanh bên ngoài ngôi nhà của bạn có lợi cho bạn hay không. Chẳng hạn, nếu có cầu cạn bên ngoài nhà, đường dây cao thế, khu dân cư ồn ào, bệ đường từ nhà ra ngoằn ngoèo hoặc công trình dân dụng đang được xây dựng gần đó cũng sẽ ảnh hưởng đến tình duyên và hôn nhân. 5. Thư pháp, tranh vẽ và đồ thủ công mỹ nghệ treo trong nhà. Theo phong thủy, nội dung hay cách bài trí thư pháp, hội họa không phù hợp cũng sẽ dẫn đến những rắc rối trong tình yêu và hôn nhân. 6. Màu sắc phòng ngủ. Khi lựa chọn màu cho phòng ngủ, bạn không nên chọn những gam màu nóng như đỏ, cam, vàng. Theo phong thủy, những màu này sẽ gây nên sự bất an, khó chịu cho người sử dụng. Bạn cũng không nên chọn những màu quá tối như xanh đậm, đỏ sẫm, xám đen vì nó có thể khiến tình cảm vợ chồng xung đột, dễ gây cãi vã. Thay vào đó, bạn cũng nên chọn các gam màu nhẹ nhàng, có thể kết hợp hài hòa, tạo cảm giác thoải mái, dễ chịu. 7. Nhà có quá nhiều góc nhọn. Trong phòng càng có nhiều góc nhọn, không vuông càng dễ nảy sinh tranh chấp vợ chồng. Gia đình dễ bất hòa vì phòng ốc không giữ được trường khí an lành. Ở lâu có thể lâm vào cảnh chiến tranh lạnh liên miên, vợ chồng lục đục quá nhiều, dễ dẫn đến ly hôn. Tiếp theo, một số vận hạn thường gặp trong phong thủy nhà ở. Khi nhận thấy những hiện tượng xấu này về phong thủy, gia chủ cần sửa chữa kịp thời để giảm thiểu cũng như tránh được tai họa. 1. Cây cảnh khô héo. Cây cảnh bị chết, khô héo là một trong những quy luật bình thường. Tuy nhiên, việc trong nhà có cây cảnh đột nhiên khô héo không rõ nguyên nhân thì cần hết sức lưu ý. Hiện tượng này có thể do khí trong nhà không tốt hoặc căn nhà có vấn đề về ánh sáng, nguồn nước, đặc biệt là vấn đề phong thủy. 2. Rò rỉ đường ống nước. Việc hư hỏng, rò rỉ đường ống nước mà không rõ nguyên nhân thì đây là vấn đề phong thủy khá nghiêm trọng. Tài lộc của bạn đang bị rò rỉ từng chút một, hao tiền tốn của, cần xử lý kịp thời. 3. Tiếng kêu lạ của động vật. Hiện tượng phong thủy xấu này có thể kể tới việc vật nuôi tại nhà chết đột ngột, trong nhà đột nhiên xuất hiện nhiều bọ, côn trùng hoặc vật nuôi luôn kêu gào kỳ quái cả ngày lẫn đêm mà không rõ nguyên nhân. 4. Cửa ra vào và cửa sổ bị hỏng. Không tính những hư hỏng do con người gây nên, cửa ra vào và cửa sổ tự hỏng, vỡ biến dạng sau một thời gian sử dụng là hiện tượng phong thủy xấu, đặc biệt là ảnh hưởng tới tình cảm vợ chồng, hao tài tốn của, phải tu sửa lại trong thời gian ngắn để đảm bảo được vấn đề phong thủy. 5. Nấm mốc trên mặt sàn. Sàn nhà sau một thời gian sử dụng sẽ không tránh khỏi tình trạng vỡ, nứt, góc các góc tiếp giáp, ẩm mốc, có mùi lạ hoặc lồi lõm. Đây cũng là vấn đề ảnh hưởng lớn tới phong thủy của căn nhà. Nếu xuất hiện nấm mốc thì đây chắc chắn là điểm xấu, ảnh hưởng lớn tới tài lộc của gia chủ, cần xử lý kịp thời vấn đề này. Vừa rồi là một số dấu hiệu cảnh báo về phong thủy nhà ở thường gặp. Khi phát hiện ra những vấn đề này, bạn nên lưu ý và sửa chữa kịp thời để phong thủy nhà cửa luôn suôn sẻ, vận thế mọi người được cải thiện tốt đẹp. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. 5 vị trí quan trọng trong nhà nhớ dọn sạch để hút tài hút lộc. Bạn có biết rằng trong nhà có 5 vị trí đặc biệt quan trọng, nếu được dọn dẹp sạch sẽ có khả năng thu hút tài lộc, may mắn đến cho gia chủ. 1. Là lối vào nhà. Phong thủy học cho rằng lối vào nhà là không gian quan trọng nhất, nơi quyết định vận may và tài lộc. Một số gia đình vô tình đặt rác gần cửa nhà vì lý do tiện lợi, không nhận thức được rằng điều này có thể cản trở vận may. Để rác gần cửa không chỉ phản cảm mà còn chặn đường tài lộc tiến vào nhà của bạn. Hãy tạo điều kiện cho vận may ghé thăm,
bằng cách giữ hiên nhà sạch sẽ và thông thoáng. Lối vào không lộn xộn sẽ mời gọi tài lộc và may mắn. Do đó, bạn nên dọn dẹp lối đi vào ngôi nhà của mình ngay lập tức. Ngoài ra, việc bảo trì cửa chính cũng hết sức quan trọng. Cửa cần mở toàn bộ một cách dễ dàng, không bị cản trở bởi vật gì. Bản lề không được phát ra tiếng động khi mở cửa. Cửa kính, nếu có, cần được lau chùi thường xuyên. Và lớp sơn cửa phải luôn mới mẻ, không bong chóc. Sự bền bỉ của cửa chính cũng phản ánh tình trạng phong thủy của ngôi nhà. Một cánh cửa chính không bị phai màu hay bong chóc sau thời gian dài sử dụng là dấu hiệu của một ngôi nhà có phong thủy tốt. Để tránh hao hụt tài lộc, đừng để cửa nhà bạn bị hư hỏng hay lệch lạc. Lối vào nhà không chỉ là nơi kết nối bên ngoài và bên trong, mà còn là điểm khởi đầu cho sự lan tỏa của vận may và tài lộc. Để thu hút và giữ lại vận may tích cực, quan tâm đến phong thủy của lối vào nhà là điều vô cùng quan trọng. Một lối vào nhà sạch sẽ, thoáng đãng và không bị cản trở sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho vận may và tài lộc tỏa sáng. Việc giữ cho lối vào nhà luôn sạch sẽ và gọn gàng sẽ tạo ấn tượng tích cực cho người đến thăm và cũng làm cho không gian sống của bạn trở nên thư thái và dễ chịu hơn. Đặc biệt, bảo trì cửa chính là điều không thể bỏ qua. Cửa chính là biểu tượng của sự chào đón và mở ra cơ hội. Một cánh cửa chính đẹp mắt, sạch sẽ, không gây ồn ào khi mở và đóng sẽ tạo ấn tượng tích cực và thu hút vận may đến với ngôi nhà của bạn. Đừng để cho vấn đề về cửa chính trở thành cản trở cho sự phát triển và tài lộc của bạn. Hãy nhớ rằng, việc chăm sóc và bảo quản lối vào nhà không chỉ là để tạo điều kiện thuận lợi cho sự lưu thông của vận may, mà còn là cách thể hiện sự tôn trọng và quan tâm đến không gian sống của mình. Điều này sẽ thu hút phúc lộc, tài lộc và may mắn ngập tràn vào cuộc sống của bạn. 2. Là khu vực đông nam của ngôi nhà. Khu vực đông nam trong phong thủy được coi là trung tâm của sự giàu có và thịnh vượng. Đặt một bàn thờ nhỏ ở đây có thể là một ý tưởng tốt để thu hút may mắn về tài chính. Trên bàn thờ, việc bố trí các đồng tiền cổ và thắp nến sẽ giúp tăng cường năng lượng tích cực, từ đó thúc đẩy vận may tài lộc. Để gia tăng thêm sự phong phú cho khu vực này, cân nhắc việc bổ sung một bể cá cảnh là lựa chọn phổ biến trong phong thủy. Bể cá không chỉ mang lại sự sống động mà còn biểu tượng cho sự chảy trôi không ngừng của tài lộc. Màu sắc cũng quan trọng. Việc đặt chậu hoa violet với sắc đỏ hoặc tím sẽ góp phần tăng cường năng lượng giàu có, vì đây là màu sắc đại diện cho sự sang trọng và quý phái. Bên cạnh đó, việc duy trì sự sạch sẽ và gọn gàng trong khu vực đông nam cũng là một yếu tố quan trọng. Loại bỏ bất kỳ vật dụng không cần thiết hoặc rác rưởi khỏi không gian này giúp duy trì dòng chảy tích cực của năng lượng, từ đó thu hút phúc lộc và tài lộc. Tuy nhiên, không chỉ là vật dụng và bài trí, mà còn là tâm trạng và cảm xúc mà bạn mang vào không gian sống của mình. Sự lạc quan, lòng biết ơn và lòng thành chân thành cũng là những yếu tố quan trọng không thể thiếu trong việc thu hút phúc lộc, may mắn và tài lộc vào ngôi nhà của bạn. 3. Là phòng bếp. Trong không gian bếp, việc treo dao, kéo và các dụng cụ sắc nhọn khác là không khuyến khích trong phong thủy. Những vật nhọn như vậy không chỉ tiềm ẩn nguy hiểm mà còn tạo ra sát khí, có thể làm xấu đi vận khí của ngôi nhà, khiến cho môi trường sống trở nên căng thẳng và dễ xảy ra cãi vã. Để khắc phục, hãy cất giữ chúng trong hộp hoặc ngăn kéo, che giấu điểm nhọn để giảm bớt năng lượng tiêu cực. Bếp không chỉ là nơi chuẩn bị thức ăn, mà còn là tâm điểm thu hút sự giàu có và vượng khí cho gia đình. Việc duy trì một không gian bếp sạch sẽ và ngăn nắp sẽ giúp thần tài ở lại, mang theo vận may và tài lộc. Đặc biệt, một nhà bếp sạch sẽ không chỉ kích thích vị giác, mà còn đảm bảo vệ sinh thực phẩm, góp phần vào sức khỏe của mọi người trong nhà. Hãy đảm bảo rằng bếp luôn được dọn dẹp sạch sẽ sau mỗi bữa ăn, không để lười biếng chi phối việc giữ gìn vệ sinh. Sự chần chừ trong việc này không chỉ ảnh hưởng xấu đến vận khí mà còn có thể tạo ra cảm giác bế tắc trong công việc và cuộc sống. Nhớ rằng, tài và lộc luôn đi đôi với nhau. Nơi có nguồn thực phẩm ngon lành và gian bếp sạch sẽ, ắt hẳn tài lộc sẽ ngự trị. Câu nói dân gian ăn vóc học hay không chỉ phản ánh tầm quan trọng của thức ăn đối với trí tuệ, mà còn ám chỉ mối liên hệ giữa một gian bếp hợp phong thủy với việc thu hút tài lộc và sức khỏe dồi dào. Đừng bỏ qua không gian bếp, nơi mà tài lộc và phong thủy đều có vai trò quan trọng. Việc giữ gìn sạch sẽ và ngăn nắp trong bếp không chỉ mang lại sức khỏe cho gia đình, mà còn thu hút vận may và tài lộc.
tránh treo dao, kéo và các vật dụng sắc nhọn khác trên tường vì chúng có thể tạo ra năng lượng tiêu cực và gây ra căng thẳng trong không gian sống. Hãy chọn lựa bộ lọc cánh cửa hoặc hộp đựng để giữ cho những vật dụng này ẩn đi, giúp giảm bớt sự xung đột và nâng cao vận khí. Ngoài ra, hãy dành thời gian dọn dẹp bếp sau mỗi bữa ăn để giữ cho không gian luôn sạch sẽ và ngăn nắp. Điều này không chỉ giữ cho tài lộc luôn ổn định, mà còn tạo ra một môi trường làm việc và nấu nướng tích cực, thú vị hơn. Nhớ rằng, một bếp hợp phong thủy không chỉ là nơi để nấu nướng, mà còn là trung tâm của sự giàu có và thịnh vượng. Hãy tận dụng mọi cơ hội để tạo ra một không gian bếp đúng phong thủy, nơi mà tài lộc và may mắn luôn được chào đón và phát triển. 4. Là nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh không chỉ là không gian riêng tư, mà còn là một yếu tố quan trọng trong việc duy trì sự tinh khiết và thông thoáng của ngôi nhà. Là khu vực có độ ẩm cao, việc giữ nhà vệ sinh luôn sạch sẽ ngăn chặn sự sinh sôi của vi khuẩn và nấm mốc, qua đó bảo vệ sức khỏe của mọi người và gia tăng vận khí tốt lành trong nhà. Nhà vệ sinh không tách biệt mà thường liên kết với các phòng khác trong nhà, tạo nên một mạng lưới năng lượng liên kết. Một nhà vệ sinh không sạch sẽ không chỉ là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn phát triển, mà còn có thể làm suy giảm may mắn và tài lộc. Sự sạch sẽ ở đây không chỉ liên quan đến vệ sinh cá nhân, mà còn về mặt tâm linh, nơi sự giàu có và thịnh vượng có thể bị ảnh hưởng nếu không được chăm sóc đúng mức. Trong cuộc sống hàng ngày, nhà vệ sinh không chỉ là một phần của không gian riêng tư, mà còn là trái tim của sự sạch sẽ và hòa hợp trong ngôi nhà. Nó là nơi mà mỗi người dừng chân để làm mới lại cơ thể và tâm trí sau mỗi ngày làm việc căng thẳng. Từ những chiếc vòi sen phun mát làn da, đến những dòng nước trong trẻo thư giãn, mỗi chi tiết trong nhà vệ sinh đều làm nổi bật sự chăm sóc và tôn trọng đến từng phần nhỏ nhất của cuộc sống hàng ngày. Như một phần không thể thiếu của ngôi nhà, nhà vệ sinh không chỉ là nơi vệ sinh cá nhân mà còn là điểm sáng của sự phong thủy và giàu sang. Nó không chỉ đơn thuần là nơi để làm sạch cơ thể, mà còn là một nguồn năng lượng tích cực, nơi mà sự phúc lộc và may mắn có thể thu hút vào cuộc sống. Như một phần của mạng lưới năng lượng của ngôi nhà, nhà vệ sinh liên kết chặt chẽ với các phòng khác, mang lại sự cân bằng và hòa hợp cho không gian sống. Sự sạch sẽ và thông thoáng trong không gian này không chỉ ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn và nấm mốc, mà còn tạo ra một không gian lý tưởng để phúc lộc và tiền tài có thể tự nhiên chảy vào. Với mỗi lần thả một giọt nước xuống vòi sen, chúng ta cũng thả vào không gian sống của mình một luồng năng lượng tích cực và sự giàu sang vô tận. 5. Là phòng ngủ. Phòng ngủ, đối với nhiều người độc thân, thường được coi là không gian riêng tư tối thượng, nơi có thể tự do để mọi thứ theo ý thích. Tuy nhiên, để nâng cao vận khí và hướng đến một cuộc sống hài hòa hơn, quan điểm này cần được điều chỉnh. Việc dọn dẹp giường ngủ mỗi sáng sau khi thức dậy và giặt giũ định kỳ chăn ga gối đệm không chỉ tạo nên không gian thơm tho, sạch sẽ mà còn khuyến khích giấc ngủ ngon. Giấc ngủ sâu và ngon giấc đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện sức khỏe, tăng cường tinh thần tỉnh táo, từ đó thúc đẩy hiệu suất làm việc. Tài lộc không ồn ào nhưng chắc chắn sẽ gõ cửa những ngôi nhà nơi chủ nhân biết quý trọng giấc ngủ của mình. Điều quan trọng cần lưu ý là việc lau dọn phòng ngủ nên được thực hiện cẩn thận, mà không làm thay đổi vị trí cố định của giường, đặc biệt là đầu giường, để không làm xáo trộn năng lượng đã hài hòa. Phong thủy nhấn mạnh sự quan trọng của môi trường sạch sẽ và ngăn nắp. Thực hiện kế hoạch dọn dẹp toàn diện cho ngôi nhà, loại bỏ những vật dụng không cần thiết và sắp xếp đồ đạc một cách hợp lý sẽ tạo điều kiện cho năng lượng tích cực lưu thông, thúc đẩy sự thịnh vượng và may mắn trong cuộc sống. Trong thế giới hiện đại, phòng ngủ không chỉ đơn giản là nơi để nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi, mà còn là nơi thể hiện phong cách và sở thích cá nhân của mỗi người. Tuy nhiên, để thúc đẩy cảm giác thịnh vượng và hài hòa trong không gian sống, chúng ta cần nhìn nhận phòng ngủ không chỉ là một không gian cá nhân, mà còn là trung tâm của sự cân bằng và may mắn. Mỗi buổi sáng, việc bắt đầu ngày mới bằng việc dọn dẹp giường ngủ và giữ cho chăn ga gối đệm luôn sạch sẽ, không chỉ mang lại không gian thoải mái mà còn làm tăng cường lưu thông năng lượng tích cực trong phòng ngủ. Một giấc ngủ ngon và sâu đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện sức khỏe, nâng cao tinh thần làm việc và mang lại cảm giác hài lòng và an lành.
Tài lộc và phúc lộc không chỉ đến với những người giàu có hay may mắn, mà còn dành cho những ai biết trân trọng và chăm sóc cho không gian sống của mình. Việc duy trì sự sạch sẽ và ngăn nắp trong phòng ngủ không chỉ là để tạo điều kiện cho sự lưu thông năng lượng tích cực, mà còn là cách thu hút và giữ chân may mắn và tài lộc trong cuộc sống. Theo quan niệm phong thủy, một phòng ngủ được bố trí hợp lý và được dọn dẹp cẩn thận sẽ tạo điều kiện cho năng lượng tích cực lưu thông, từ đó thu hút sự giàu sang và thịnh vượng cho gia chủ. Điều quan trọng là giữ cho không gian sống luôn ngập tràn ánh sáng và sự thoải mái, làm cho mỗi ngày đều trở nên đầy ý nghĩa và đầy may mắn.